Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin tối thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên ký cáo trạng truy tố 22 người về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam trong vụ việc được mệnh danh là vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn tại Phú Yên. Một số cơ quan truyền thông trong nước loan tin này hồi cuối tuần rồi. Những người trong cuộc cho biết cáo trạng ký hôm 28 tháng 9 nhưng mãi đến cuối tuần rồi, tin tức mới được một số báo chí trong nước đưa ra. Ông Nguyễn Thái Bình, một trong những người có tên trong danh sách 22 người bị cáo buộc với tội danh như vừa nêu, cho Đài Á Châu tự do biết về việc nhận được cáo trạng đó như sau. Cáo trạng thì em đã nhận được rồi, mà trong cái nội dung của cái cái cáo trạng đó thì càng ép buộc cho tụi em bên này. á Ở trong em có cái 55 điều trợ luật thì ở bên chính quyền bên này á thì lại không có nói đúng như năm năm điều tra luật đó mà là cho rằng là tụi em bên đây á là phản cách mạng rồi lật đổ chính quyền rồi âm mưu nói chung là cái bản cách mạng này nó còn nặng nề hơn là cái bản kết luận điều tra nữa. Vụ việc vừa nêu được công an tỉnh Phú Yên công bố hồi tháng 2 năm nay sau khi đột nhập vào khu du lịch sinh thái Đá Bia thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Long theo cơ quan an ninh thì họ bắt giữ tại đó một số kíp nổ và chất nổ. Những người trong cuộc nói rằng số chất nổ đó được sử dụng để phá đá làm công trình xây dựng. Sang phần tin khác thưa quý vị, hai luật sư bào chữa cho vụ án ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng vừa có kiến nghị gửi các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước liên quan đến việc giải quyết vụ án này. Hai luật sư Nguyễn Việt Hùng và Phạm Xuân Nga cho biết họ chưa nhận được bất kỳ một trả lời nào của những cơ quan và cá nhân tiến hành tố tụng của vụ án phía luật sư cũng kiến nghị là không nhận được thông báo hay quyết định gì về việc gia hạn tạm giam lần thứ nhất cách đây hơn 4 tháng này đã quá thời hạn gia hạn tạm giam lần thứ hai đến gần cả tháng mà các luật sư cũng không nhận được thông báo gì hôm ngày mùng 5 tháng 1 năm nay lực lượng cưỡng chế đến phá nhà cưỡng chế khu đất nuôi trồng hải sản của gia đình ông đoàn Văn Vườn ông này và một vài thân nhân khác dùng súng hoa cải và miền tự chế để chống lại đoàn cưỡng chế bốn người trong gia đình họ đoàn bị bắt giam với tội danh giết người chống người thi hành công vụ Vụ việc sau đó được chính thủ tướng chính phủ kết luận là quyết định thu hồi đất dài, nhưng đến nay bốn người vẫn bị giảm. Việt Nam phát hiện thêm hai mỏ dầu mới tại khu vực Biển Đông thuộc lãnh hải Việt Nam là mỏ Kình Ngư Trắng và Thỏ Trắng hồi tháng 9 vừa qua. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam loan tin này vào ngày hôm nay nhưng chưa công bố chi tiết về tọa độ vị trí và trữ lượng hai mỏ dầu. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam còn cho biết, trong tháng 9, trữ lượng dầu khí của tập đoàn được gia tăng 35 triệu tấn quy dầu, bằng 100% kế hoạch năm. Sang phần tin quốc tế thưa quý vị, Philippines ngày hôm nay cho biết, căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại vịnh Subic trước đây có thể đảm trách nhiệm vụ cảng neo đậu của các tàu Mỹ khi Washington thực hiện chiến lược củng cố sự hiện diện quân sự tại châu Á Thái Bình Dương. Căn cứ này nằm cách thủ đô Philippines chừng 80 cây số về phía đông bắc, đóng cửa hồi năm 1992 sau đó căn cứ được chuyển thành một hải cảng dân sự để đón khách du lịch. Cựu tướng Ediberto Adan hiện đang đứng đầu Ủy ban Chính phủ về thỏa ước các lực lượng nước ngoài đến thăm Philippines cho biết cảng Subic là một trong số rất ít những hải cảng đủ điều kiện đáp ứng cho những hàng không mẫu hạm và tàu ngầm của lực lượng Mỹ muốn tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương. Ông Adan tuyên bố điều này từ chiến hạm USS Bornholm Research của Hoa Kỳ trước tàu tấn công tham gia cuộc tập trận hỗn hợp 10 ngày giữa Philippines và Hoa Kỳ. Căn cứ Hải quân Subic và sân bay Clark gần đó là những căn cứ quân sự chính yếu của Hoa Kỳ trước đây tại Philippines trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như trong cuộc chiến Việt Nam hồi thập niên 1970. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai căn cứ này có tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh không muốn thấy căng thẳng quân sự gia tăng ở bán đảo Triều Tiên, kêu gọi tất cả những nước liên hệ tự chế và góp phần xây dựng ổn định, hòa bình cho khu vực đang được coi là một trong những điểm nóng toàn cầu. Phát ngôn viên Hồng Lỗi phát biểu điều này trong cuộc họp báo sáng nay, một ngày sau khi chính phủ Nam Hàn loan báo đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để chế tạo hỏa tiễn có tầm hoạt động xa tới 800 cây số thay vì tầm 400 cây số như trước đây. Thỏa thuận giữa Washington và Seoul còn cho phép Nam Hàn sử dụng máy bay không người lái chở được 2 tấn 500 kg bom. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình tối thứ hai của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.